Thuốc quý như bèo là câu nói tưởng như đùa nhưng lại chính là sự thật. Bèo vừa có tác dụng lọc nước, làm chất dinh dưỡng, lại còn có tác dụng tuyệt vời với sức khỏe con người. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về bèo hoa dâu, một loại bèo quá quen thuộc đối với các dân chơi thủy sinh. Bèo hoa dâu hay bèo dâu có tên khoa học là Azolla pinnata Azollaceae, thuộc họ bèo dâu. Theo đông y, bèo dâu có vị cay, tính hàn, có tác dụng phát hãn thấu trẩn, khư phong lợi thấp, thanh nhiệt giải độc và thúc sản. Bèo hoa dâu thường được sử dụng trong các bài thuốc với tác dụng trị sốt, trị ho và lợi tiểu. Với bài thuốc chữa hen suyễn, người ta dùng 100g bèo dâu cắt bỏ rễ, xay hoặc giã với nước, rồi hòa vào nước lọc và siro chanh, uống từ 2 đến 3 lần mỗi ngày. Sau 10 ngày, bạn sẽ thấy có sức khác biệt. Nếu bạn đang bị chàm ngứa, cũng có thể dùng bèo dâu giã nát với một chút muối rồi đắp lên vùng da bị chàm. Ngoài ra, bèo dâu cũng có thể trị tiểu buốt, đái dắt với bài thuốc bao gồm 20g bèo dâu khô, 20g mã đề, 20g lá cối xay, 20g kim tiền thảo, 20g dâu ngô, kết hợp cùng với 10g kim ngân hoa, 10g kim tiền thảo, 10g tỳ giải, đem sắc uống mỗi ngày